Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Chị Dậu Chu Mục Đọc Truyện. Và đến với chị Dậu của ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung tiếp tục lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện tâm lý xã hội và tình cảm dài kỳ có tựa đề Người không thể bỏ lỡ được viết bởi tác giả Nữ Vàm Cơ Tra. Ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn chúng ta cùng theo dõi tập 4 của bộ truyện hấp dẫn này. Và quý vị nhớ là sau khi theo dõi xong mỗi tập truyện, hãy bấm like và đăng ký kênh để ủng hộ cho Hồng Nhung nhé. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau với tập 5 vào khung giờ phát sóng này của ngày mai trên kênh. Quý vị hãy bấm like và đăng ký kênh. Ngay bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng chú ý theo dõi. Sau Tết tôi bắt đầu quay trở về với những cuộc sống thường ngày. Ban ngày tất bật đi làm ở văn phòng luật, ban đêm thì đến với bóng. Ngày nào mệt thì về nhà ngủ một mình. Có một hôm anh Hải bảo tôi bên công ty AVF đang chuẩn bị thu mua một doanh nghiệp ở Nha Trang. Bảo tôi đi với bên họ một chuyến để tư vấn pháp lý các thủ tục mua bán. Tôi không muốn xa bóng nên không nỡ đi, đành về lý do. Em vừa mới vào làm và chưa có kinh nghiệm. Em sợ tư vấn không đến nơi đến trốn. Ừ, cho người ta anh ạ. Không sao đâu. Anh bảo Bích đi cùng. Em cũng nên đi để học hỏi kinh nghiệm. Công việc của em chỉ là ghi chép với nghiên cứu tài liệu thôi Thật ra mua bán doanh nghiệp cũng dễ mà Cả chị Bích cũng đi ạ à? Ừ Phan cứng của sếp Vũ nên phải đi chứ Em cứ sắp xếp đi Khoảng một tuần nữa thì bay Vé máy bay bên công ty AVF trả Vâng em biết rồi Cũng may là dạo gần đây con gái tôi khỏe Mấy hôm trước trộm vía bác sĩ còn khen tiến độ như thế này Chẳng mấy chút mà ghép tủy được Cho nên lúc trước tôi đi giao lại bống cho chị tâm chăm sóc cũng yên tâm ít nhiều chị tâm bảo với tôi con bé ngoan lắm chơi cả ngày có quấy khóc gì đâu bác sĩ còn bảo một hai tháng nữa cho về nhà điều trị lúc nào làm hóa chị thì lại vào viện tiếp đấy thật hả chị ừ cũng nên cho nó về nhà đi chứ ở viện suốt như thế cũng tội thân người nó bé tí mà tay chân chỗ nào cũng thấy cắm kim truyền thôi thương lắm vâng thế thì tốt quá à. Em cũng mong đưa bống về nhà chơi vài hôm. Ở viện từ lúc đẻ ra cho đến bây giờ, chưa biết thế giới bên ngoài là như nào. Ừ. Em bống nhanh lớn lên để mẹ Thanh cho em đi chơi, em bống nhỉ? Con bé nhìn chị Tâm rồi lại nhìn tôi. Lúc này đã biết theo rồi, nên nghe thế thì mếu máo, giơ tay ra và đòi tôi bế. Tôi ấm con vào lòng, ngoài mùi sữa ra thì còn ngửi thấy cả mùi thuốc tây trên người con bé nữa. Vừa sót lại vừa thương con mà chẳng biết phải làm thế nào. Tôi nói, bống ở nhà với bà Tâm ngoan, mẹ đi công tác vài bữa rồi mẹ về, mẹ mua quà cho bống nhá. Sau lớn mẹ cho bống đi làm với mẹ nữa, nha. Con bé chẳng hiểu gì cả, nhưng mà được tôi bế thì cười toe toét. Chị Tâm thấy như thế thì còn trêu. Thôi, mẹ Thanh cũng nhanh nhanh lên kiếm bố cho bống đi. Sau có đi nhà Trang thì cả nhà đi nó mới vui vâng đợi tìm được ai thương bống như con ruột thì em mới lấy chồng chị ạ rồi ôi cô mà đòi cái tiêu chí như thế thì cao quá khó lắm đấy nhé vâng nếu mà không tìm được thì em ở thế nuôi bống thôi bống có mẹ thanh với cả bà tâm rồi chả cần bố nữa bống nhở biết đâu một ngày lại tìm được em đừng có lo em vừa xinh xắn để vừa biết trước biết sau kiểu gì cũng sẽ gặp được người tốt tôi không đáp và chỉ cười cười thôi người tốt trên đời này tôi đã gặp rồi là một người tận osaka xa xôi chỉ tiếc là tôi đã sai lầm quá nhiều thứ nên cuộc đời này chỉ có thể đứng nhìn anh thôi người như thế tôi không thể nào làm với bẩn được một tuần sau đó tôi và chị bích cùng với đoàn của công ty avf bay đến nha trang để ký hợp đồng thu mua doanh nghiệp vũ không đi cùng chúng tôi mà chỉ có bà hương giám đốc kinh doanh con bộ cả người dắt kim cương ấy thì ghét tôi và chị bích khỏi phải nói vừa mới thấy mặt đã khinh khi và bảo chả hiểu các văn phòng luật đông nam hiểu gì mà chọn toàn người chẳng ra gì đi cố chấp pháp lý mấy cái việc quan trọng nhất này đến lúc nhỡ có làm hỏng việc của công ty tôi các người tự bỏ tiền ra mà đền nhá bà bích vẫn còn ngài cái vụ lần trước sợ bà này đi văn phòng của chúng tôi nên tôi nhấn nhìn đã chắc là chị mới vào công ty nên không biết chứ bọn em cũng hay đi cùng avf kiểu này chưa lần nào làm gì sai cả lần này bọn em cũng đã nghiên cứu kỹ tài liệu rồi chị đừng có lo uhm, thế là cô ý cô là tôi ngu tôi không biết gì đấy đúng không hả không ý bọn em là bọn em đã làm lâu rồi nên cũng có kinh nghiệm tôi chả cần biết cái kinh nghiệm sắt gì cả nhưng cứ làm sai thì thế mà chịu trách nhiệm có thế thôi Vâng bọn em biết rồi Sau khi chị ta đi rồi Bà Bích nghiến răng kèn kẹt và bảo Mẹ cái con này Giờ có ngày chị mới cơ đổ ông Vũ Chị mới đi cho chết thì thôi Mặt cứ vênh như cái mặt thớt Thế thì chị phải mau mau lên Lâu quá nó đi mình trước đấy Tức thế nhở Chuyến này ông Vũ lại đi mới đau chứ Nếu ông ấy mà đi Thì có phải mình có cơ hội tiếp cận không Sao chị lại thích anh ấy thế? Ông ấy thì ai mà chẳng thích Mày nhá Có tiền giờ cũng bình thường Nhưng quan trọng nhất là phải phong độ Phong độ đó mày hiểu không Đàn ông trung thủy thì chả có gì đáng nói cả Nhưng mà cái kiểu đàn ông không thể nắm giữ trong tay được Mới là cái người mà mình muốn chạy theo Cứ giống như là muốn thuần được một con ngựa nổi tiếng bất kham ấy Mày có thấy thế không Thanh Vũ là một con ngựa bất kham á chị Ờ Đại loại là như thế cái kiểu hờ hững của ông ấy Mới là cái kiểu làm phụ nữ chết đứ đử ấy. Nghe ra hồ đồn nhiều rồi Nhưng chưa bao giờ Thấy ông ấy mặn mà với ai cả Ai cũng chỉ thờ ơ thôi Như kiểu qua đường Chán rồi thôi Chị thấy mỗi cái con mộ hương này là lâu nhất Chị mày đã điều tra ra rồi Nó là con của cái bà Mà có cái cổ phần cổ phiếu gì Mà nhiều nhất trong cái công ty AVF đấy Kinh chưa Kiểu như là con nhà giàu ấy hả chị Ừ Thế nên nó mới vào làm cái Đã được lên làm giám đốc kinh doanh luôn Chả biết năng lực nó đến đâu Nhưng mà vinh váo thì không ai bằng Chị mà tóm được lá vũ nhá Thì nó hết vinh váo Thôi được rồi Thế thì chị phải cố lên Lần này nhớ làm tốt vào Để cho ông ấy ấn tượng nhá Yên tâm Vào phòng Nghỉ ngơi rồi nghiên cứu tài liệu một tí Vâng ạ Tôi chưa được đi máy bay bao giờ nên là say gần chết. Vào phòng là đánh liền và giấc đến tận 8 giờ tối mới dậy. Lúc chị Bích gọi đi ăn cũng không tài nào mà mở mắt ra nổi. Tôi định nhịn luôn để mai sáng luôn thể. Nhưng đến 9 giờ thì đói không chịu được. Thế là đành bò xuống giường và bảo với bà Bích. Chị ơi, biết chỗ nào ăn ở gần đây không? Em đói quá. Giờ chắc là khách sạn cũng hết đồ ăn rồi. Mà chị cũng chẳng biết đâu cơ, đã được vào đây bao giờ đâu Mày cứ thử loanh quanh xuống dưới xem nào Vâng Mà chị có đi với em không Không Chị mới ăn no rồi Mày đi đi Chị còn bận nghiên cứu tài liệu Mai đi ký hợp đồng rồi Vâng Thế thì xem có gì ngon em sẽ mua về cho chị Một mình tôi lôi thôi lách thách Cầm ví tiền đi xuống Định ăn bát phở nhanh rồi về Thế nhưng một lúc thang máy dừng ở tầng 1 cửa vừa mới mở ra thì đã thấy vũ đứng ngay bên ngoài anh ta hình như vừa mới bay từ hà nội vào nên vẫn mặc quần tây và áo sơ mi đứng bên cạnh còn một người đàn ông đang xách túi nữa chắc là trợ lý hay là thư ký gì đấy tôi không biết là con nên chào hay không nên là tôi hơi chần chừ vài giây lúc sau tôi mới khẽ gật đầu chào anh ạ đi đâu đấy à tôi đi ra ngoài ăn đêm anh mới vào đến nơi à Vũ không trả lời Mà chỉ quay sang nhìn người bên cạnh Và bảo anh ta Mang đồ lên phòng trước đi Tôi đi ăn đêm Tôi với Vũ đi bộ ra một quán trông có vẻ sạch sẽ ngay bên cạnh bờ biển Gọi hai bát mì quảng Và gọi thêm một đĩa nem nướng Nha Trang Tôi chưa được ăn mấy cái đồ này bao giờ Nên là không biết ăn như thế nào cả Đang cầm đúa ngồi lơ ngơ Thì Vũ đẩy hộp ớt về phía tôi Anh ta nói Cho thêm một ít ớt mới đủ vị Vâng trước nghe nói mì quảng nhiều lắm rồi mà giờ mới được ăn thích thì ăn đi không phải chỗ nào cũng có mì quảng ngon như là nha trang đâu tôi biết rồi mà anh vừa mới xuống sân bay đấy à ừ thấy mọi người trong đoàn bảo anh không vào sao giờ lại tự nhiên lại bay vào đêm thế này ạ à? bận việc chiều mới xong nên giờ mới vào đến nơi vâng thế thì anh cũng ăn nhiều vào vũ không nói nữa cúi đầu lẳng lẽ và ăn mì tôi cũng chẳng biết công việc anh ta là cái gì cả phải đi những đâu nhưng tôi đoán là anh ta rất bận nên thường xuyên trong trạng thái mệt mỏi hoặc nếu không mệt thì cũng là uống say phải rồi công việc của anh ta khác anh thành bác sĩ không uống rượu còn vũ thì thường xuyên phải đi tiếp khách nên không thể tránh được ngay cả bây giờ dù anh ta ngồi ngược hướng gió tôi vẫn ngồi thấy mùi rượu thoang thoảng từ anh ta Hình như Vũ tiếp khách ở Hà Nội xong rồi mới lên máy bay vào đây. Nghĩ đến đó, tự nhiên tôi lại thấy thương thương, nên định thử cuốn một cái nem nướng nhà Trang đưa cho anh ta. Loài hoài mái mới cuốn xong. Chuẩn bị chia tay ra đưa thì bỗng dưng nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Vũ nhìn tên người gọi đến trên màn hình, khẽ nhúng mày vài giây rồi mới nhận máy. Alo? Ờ, vào rồi. Đang đi ăn đêm. Không cần đâu, sắp ăn xong rồi. Tí nữa anh về ngay thôi. Tôi nghe láng thoáng thì dòng bà Hương. Chắc là gọi để hỏi Vũ vào đến nơi chưa? Chẳng biết chị ta là bồ cứng, người yêu hay là gì gì của Vũ. Nhưng mà để anh ta chủ động nói chuyện với mình đang đi đâu làm gì thì có nghĩa là chị ta có vị trí rất quan trọng với Vũ. Và nếu bà ta với tôi thì tôi chả là cái gì cả. Người ta là con nhà giàu, còn tôi thì chỉ là một đứa mà anh ta bỏ tiền ra bao nhưng cả tháng cũng không thể đến thậm chí mỗi lần quan hệ vũ cũng không buồn phí phạm lời nói với tôi có lẽ tôi cũng như cái hạt cát qua đường của anh ta thôi thế nên không cần thiết phải quan tâm đến anh ta nữa có người khác lo thay rồi tôi chậm chạp thu tay về tiện tay bỏ luôn miếng nem nướng nha trang vào trong miệng Vũ thấy tôi ăn nhồm nhàm như thế thì cao có và bảo Này Cô chết đói đi à? Ừ Mới ăn một bát mì chưa đủ no Mấy khi mới được anh mời đi ăn Tôi phải tranh thủ ăn nhiều cho nó bỏ Đúng là con lợn Gọi thêm đĩa nem nướng nữa nhá Anh trả tiền Anh ta không đáp Nhưng vẫn vẫy tay gọi phục vụ lấy ra một đĩa nem nướng cho tôi Khế thật ra tôi đã no rồi Nhưng mà tiếc của với cả sở vũ mắng vì cái tội đòi gọi cho bằng được thì không ăn Thế là vẫn phải cố nuốt cho bằng hết Ăn xong hai chúng tôi đi bộ về đến cổng khách sạn thì gặp bà Hương Đang đứng ở ngay bên dưới Vẻ mặt chị ta đang niềm nở Thấy tôi đi bên cạnh vũ cái thì lập tức xa sầm xuống Tôi cũng ngại phiền phức Nên định kiếm cớ lảng đi Ai ngờ còn chưa kịp chuồn thì chị ta đã đảo bước đi lại gần rồi nói Ơ, ờ, Thanh cũng đói bụng nên ra ngoài đi ăn hả à em Lại còn đi cùng với anh Vũ nữa cơ à Quả nhiên là yêu quái Trở mặt còn nhanh hơn cả lật sách Miệng nam bô nhưng mà bụng thì á, Một bờ sao găm Thôi chẳng quan tâm đến cái vẻ thảo mai giả tạo của chị ta Thở ơ gật đầu Vâng Đi ăn thì gặp anh Vũ nên ngồi cùng Hai anh em ăn gì thế Ở đây á, có nhiều quán ăn ngon lắm Sao không bảo chị dẫn đi Em chỉ định ra ngoài ăn bắt phở thôi Ờ à, Nhưng mà thấy quán mì quả ngon Nên là ngồi ăn mì Lần sau nếu không biết thì em sẽ nhờ Ừ Sao đi đâu thì cứ bảo chị dẫn đi nhé Lúc chửi người thì như là hát hay Thế mà có vũ ở đây thì còn nói ngọt hơn cả mía Tôi ghét cái kiểu đấy Nên không nói chuyện nữa mà tôi cũng chẳng biết chuyện gì mà nói May sao đúng lúc đó Vũ lại lên tiếng Đi thôi Vâng Tôi định chờ hai người họ lên trước rồi mới lên sau Nhưng vì ở cùng khách sạn Đi như thế dễ bị hiểu nhầm Nên đành phải đi cùng luôn Lúc đến lên tầng 4 thì Vũ với bà Hương cùng đi ra Trước khi cửa thang máy đóng lại Chị ta còn không quên nguyết tôi một cái Tôi tỏ vẻ không thấy rồi tiếp tục cấn nút đi lên Thích giả vờ với tôi à Thì tôi cũng giả vờ lại cho nó tức Tôi với chị Bích là kiểu đi theo Nói leo Lên bị xếp ở tận tầng 8 Còn hội bên công ty AVS Thì ở phòng VIP ở dưới tầng 4 Có cửa sổ hướng ra biển Buổi trưa nhận phòng tôi đi Thấy bà Hương búc riêng một phòng Giờ thấy Vũ cũng đi ra ở tầng 4 thế này Chắc là đêm nay sẽ ngủ cùng chị ta nhỉ Chẳng trách Từ Tết đến giờ Mới đến chỗ tôi có một lần thì ra có quá nhiều chỗ để giải quyết đi hết một vòng mới đến lượt tôi cái đồ đàn ông bì hồi lúc tôi về đến phòng bà bích thấy tôi mặt mày dài như cái bơm mới hỏi sao thế đoán không ngon à? à không em ăn no quá nên là giờ tức bụng chị vẫn chưa ngủ à chưa buổi tối thì ăn ít thôi không nó béo dáng mày đẻ một con rồi mà vẫn đẹp thế phải chịu khó mà giữ vào chứ <laughs> Thôi Tầm này thì ai nhìn ở đâu mà giữ dáng hả chị À Lúc này em vừa mới gặp thần tượng của chị đấy Ai Anh Vũ á Vâng Thần tượng của chị vừa mới đáp máy bay xuống đây Giờ đang ở dưới tầng 4 ý. Chị Bích nghe xong thì hai mắt lập tức sáng lên Vứt cả tài liệu chạy ngay đến chỗ tôi Gì Thật á Anh Vũ tự nhiên xuất hiện đây á Vâng Ở cùng tầng 4 với con Hương Mày có thấy vào cùng phòng với nhau không? À, em cũng không biết à Đến thang máy thì thấy hai người cùng ra Nên em đoán là anh ở tầng 4 thôi Thế không biết tối nay có ngủ cùng con Hương không nhỉ? Không thấy đến thì thôi Đến mà ngủ bàn kia thì sốt hết cả ruột Tôi cười, cười cười, Thật sự không thể hiểu được tại sao chị Bích lại biết rõ Vũ như thế mà vẫn còn muốn theo đuổi Kẻ cần tiền bán thân như tôi thì không nói Chị rõ ràng có thể lựa chọn một người đàn ông tốt Sao lại cứ phải tự làm khó mình như thế Hồi giờ có phải tìm cách cưa dần dần Chứ biết làm sao Em thấy bà Hương kia cũng đẹp gái Mà trước mặt anh Vũ Thì cũng tỏ ra nhẹ nhàng hiền thuộc lắm Không giống lúc nói chuyện với mình đâu Chắc là gu anh ấy thích kiểu phụ nữ như thế Thế á Thế thì để chị thử xem Mai chỉ phải ăn mặc đẹp mới được Vâng Thôi bây giờ nghiên cứu nốt tài liệu đi Không mai mà làm không nên hồn Bà Hương tống cổ chị em mình về ngay đấy Phải được cởi lại thì chị mới có cơ hội Cưa được thần tượng chứ Rồi 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 biết rồi Làm tiếp đây Ngày hôm sau tôi đi theo đoàn đến chỗ doanh nghiệp Mà công ty AVF chuẩn bị thu mua kia Nói chung là tôi chỉ là dân nghiệp dư mới vào nghề Nên chẳng được làm việc gì quan trọng cả Suốt cả buổi chị im lặng ngồi một góc lắng nghe mọi người thương thảo. Thỉnh thoảng, khi Vũ lên tiếng nói gì đó thì tôi mới ngẩng lên nhìn anh ta. Trước đây ngoài việc tôi thấy Vũ giống anh Thành ra, chưa bao giờ tôi có ấn tượng gì sâu sắc với anh ta cả. Nhưng mà giờ ở một nơi như thế này, tôi mới cảm nhận được rõ ràng những lời mà chị Bích nói. Thứ hấp dẫn nhất trên người của anh ta không phải là tiền, mà là phong độ. Phong độ của người làm kinh doanh Mạnh mẽ, quyết đoán Và lạnh lùng những thứ này một người bình thường không thể nào có được tôi mải nghĩ ngợi nên ánh mắt cứ dán chặt lên người vũ lúc sau đột nhiên anh ta cũng rời tầm mắt về phía tôi khi đó tôi như kiểu làm việc xấu bị phát hiện vội vội vàng vàng cục mắt xuống rồi giả vờ ghi ghi chép chép hai tài đỏ lựng lên rất lâu sau cũng không dám lén lút ngẩng lên nhìn nữa cứ thế cho đến tận buổi chiều mà thủ tục mua bán giữa hai bên vẫn chưa xong có lẽ là phải kéo dài sang chiều ngày mai mới ký hợp đồng được. Chị Bích thấy Vũ phải lại Nha Trang thêm một đêm, thì vui như là bắt được vàng ấy. Lúc quay về khách sạn cứ túm với tôi và bà. Tối nay lúc đi ăn phải mặc đẹp mới được, phải lộng lẫy thì người ta mới để ý đến mình, đúng không? À, à vâng ạ. Theo mày thì anh Vũ thích con gái mặc như thế nào? Váy vó kính cổng cao tường hay là dịu dàng thuyết tha? Em cũng không biết Chị cứ thấy cái nào chị thích thì chị mặc Mà cái nào đẹp nhất thì lấy mặc cho em xem nào Đây nhá Cái van này có được không Được ạ Em thấy kiểu này cũng được đấy Kín hở vừa phải Nhưng mà Chị cứ thấy nó quê quê Hay là váy xẻ tà hai giây Chị biết có vẻ là rất quan tâm đến cách nhìn của Vũ Nên là thay hết bộ này đến bộ khác mà vẫn không vừa mắt cái thì sợ anh ta chê già Cái thì sợ anh ta chê không đủ thuyết tha Tôi ngồi một bên thì chỉ có cười thôi Tôi không mấy hứng thú với những cái việc tiệc tùng Và tôi cũng chưa bao giờ để ý đến cách nhìn của Vũ Từ khi quen anh ta cho đến bây giờ Sự khinh miệt trong ánh mắt anh ta dành cho tôi vẫn không thay đổi Và lại chúng tôi chỉ trao đổi với nhau bằng tiền và tình Thế nên chưa bao giờ tôi có suy nghĩ mình phải lấy lòng anh ta cả Vẫn cứ là người dưng thì tốt hơn buổi tối chúng tôi đến một nhà hàng hải sản lớn ở ven bờ biển để ăn tối vì vẫn còn việc ngày mai nên mọi người cũng chẳng mấy ai uống rượu chị ăn uống rồi cười đùa nói chuyện tôi với chị bích lạc lõng nhất trong đoàn nên cả buổi cũng chẳng biết nói gì cả bà hương ngồi cảnh vũ từ đầu đến cuối không còn vẻ chua ngoa đánh đá bình thường mà tỏ ra dịu dàng cực kỳ cứ gấp cái này gấp cái kia vào bát anh ta chăm sóc cho Vũ giống hệt vợ chăm sóc chồng. Mấy anh chị bên công ty AVF thấy thế thì còn trêu. Eo ơi, chị Hương với sếp ngồi cạnh thế mà nhìn đẹp đôi lắm đấy nhá. Thật á? Vâng, nhìn hợp cực kỳ luôn ấy ạ. Còn mụ cả người dát kim cương kia thì ưa nịnh. Được khen thế thì hài lòng ra mặt, cười và bảo. <laughs> Cứ trêu chị thôi. Mọi người tranh thủ ăn nhiều vào, Hôm nay ai cũng mệt rồi Cố gắng nốt ngày mai nữa nhá Xong xuôi gì thì ta cũng phải liên hoan một bữa to hơn Xếp nhỉ Vẻ mặt Vũ chẳng tỏ ra cái thái thái độ gì cả Thờ ơ và gật đầu Ừ Đấy Xếp đã nói như thế thì mọi người yên tâm mà ăn nhá Ăn thôi ăn thôi 9 giờ Mọi người tàn cuộc Kéo nhau ra quay về khách sạn Tôi cũng đang định về cùng đoàn thì chị Bích kéo lại Hôm nay bà ấy mất công ăn mặc đẹp Lại cầu kỳ trang điểm Mà không được thần tượng chú ý nên buồn thiêu à, Chị chưa muốn về khách sạn nào Đi bộ ra biển đi Bây giờ á uh, Ừ đi một lúc rồi về Về cùng đoàn bây giờ Nhìn con dở hơi kia với ông Vũ Ngứa hết cả mắt Vâng Thế cũng được à Bãi biển Nha Trang ban ngày đã rất đẹp Ban đêm lại càng trở nên thơ mộng đến nao lòng Tôi với chị Bích đi bộ trên bãi cát Gió biển mang hơi nước thổi đến Tự nhiên khiến tâm trạng ai nấy để dễ chịu hơn hẳn à? Chị Bích thỉnh thoảng lấy chân đá nước mấy cái Sau đó quay sang và bảo với tôi Này Ở đây mà có người yêu đi cùng thì sướng nhỉ Chả cần làm gì cả Chỉ cần nắm tay nhau đi dọc bờ biển này thôi cũng đã thấy thích rồi Chị thử hạ tiêu chuẩn xuống một tí đi Yêu một người bình thường thôi Chị em nghĩ ngồi nhanh vũ sẽ không thích mấy kiểu lãng mạn như chị nghĩ đâu Biết đâu nếu ông ấy thích ai thật lòng Ông ấy sẽ chấp nhận làm kiểu Xến chuối này thì sao Mày chưa nghe Yêu vào rồi Thì người bình thường cũng hóa là hâm thôi Thật đấy hả à? Ơ <laughs> ờ, Thế mày chưa yêu ai bao giờ Bố của con mày thì sao Tôi ngoảnh đầu nhìn mặt biển lấp lánh ánh đèn Ở phía xa xa Bỗng dưng trong lòng lại nghĩ đến một người Tôi cũng rất muốn được nắm tay ai đó đi trên bờ biển Và tôi cũng muốn thử một lần Nhưng bây giờ tôi có bóng Có cả một vết nhơ không thể nào gột sạch được Cho nên tôi chẳng có quyền gì mơ mộng xa xôi cả Tôi đáp Tạm này á Em chẳng yêu ai cả Yêu con gái em thôi là đủ rồi Mày nói thế làm chị lại là nghĩ đến cái việc ăn trộm giống ông Vũ đấy Chị nghĩ khả thi không? con mụ hương nó giết thật đấy Sợ cái quái gì nó Trộm xong phải bỏ trốn Sau về bắt phải chịu trách nhiệm rồi cưới mình Cứ giống như là trong chuyện ngôn tình nghe thôi, thôi, thôi thôi Bà hoang tưởng vừa phải thôi <laughs> Mà chả hiểu sao nhá Chị cứ có cảm giác Ông Vũ không thích bà Hương Chị thề Không phải chị ảo tưởng đâu Nhưng mà nếu thích thì cũng nên gấp cho người ta ăn thứ gì Đằng này cả buổi chẳng nói năng gì cả Bà kia thích gấp bao nhiêu thì gấp Nói chung ngoài việc không từ chối như người khác Thì chị thấy đối với ông Vũ Bà Hương cũng bình thường thôi Chắc chắn con mụ đó vẫn chưa nắm được tim ông Vũ Lão đấy thì làm quá gì có tim Hả? Sao mà mày biết? Em đoán thế Ai mà chẳng có tim Chẳng qua là chưa tìm được người thích hợp Cứ chờ đấy Có một ngày chị mới hốt được cho mà xem Thì em đang chờ đấy Lúc hốt được được làm vợ của sếp rồi á Thì đừng có mà quên em đấy nhá Yên tâm Nói đến đây hai chị em nhìn nhau cười Tôi lấy điện thoại ra Căn một góc đẹp nhất trùm một bức ảnh Đình lưu lại làm kỷ niệm Vừa định cất máy đi thì thấy anh Thành nhắn tin đến Nhà Trang có cái gì vui không em? Có anh ạ Được ăn đồ hải sản Và đi bộ bờ biển Và ăn cả mì quảng nữa Tự nhiên anh nhớ ra một chỗ ăn kem xôi rất ngon trong đó. Nên là anh nhắn tin báo cho em biết đấy. Ở đâu thế hả anh? Anh chỉ mong mán là cái quán đó nó ở cái đường Nguyễn Đình Triều. Tầm số ba mươi mấy thôi. Hồi anh còn sinh viên được vào đó một lần. Ngon lắm. ok. Để tí nữa em về sớm thử chạy qua đó xem còn bán không. Anh đi làm về chưa? Anh vừa về. Em đang làm gì đấy? Tôi ngẫm nghĩ một lúc. Lát sau quyết định gửi cho anh Thành xem bức hình vừa rồi và tôi nói Em đang đi bộ dọc bờ biển Để ngửi cái mùi gió biển đây này Sao lại ngửi mùi gió biển? Tại vì ngày mai em về Hà Nội rồi Không được ngửi mùi gió biển nữa Nên là phải tranh thủ Biển đây đẹp lắm Rất sạch sẽ Mà người dân cũng lịch sự nữa Lần này em đi công tác nên không chơi được nhiều Sau này có dịp kiểu gì cũng phải vào lại một lần nữa Nhắn xong tôi còn chưa kịp cho anh Thành trả lời lại Thì chị Bích tự nhiên hít vai tôi Ai Nhắn tin với ai mà chăm chú thế À đâu Bạn em mà Này Ở kia người ta chơi cái gì mà đông thế nhở Chị với mày thử trả lại xem đi Buổi tối ven biển hay có các hoạt động ngoài trời như là đốt lửa trại Hoặc các nhóm thanh niên tổ chức trò chơi Chị Bích lớn đầu rồi nhưng tâm hồn thì vẫn xỉ tin như là trẻ trâu ấy. Thấy mọi người chơi bịt mắt bắt dê cũng lôi kéo tôi chơi cho bằng được. Ban đầu tôi ngại, cứ lắc đầu bảo là không chơi. Nhưng sau thấy mọi người chơi vui quá nên cũng tham gia cùng. Mọi người túm tay nhau chạy đông trời tây, cười đùa mỹ. Tôi cũng vừa cười và vừa hùa theo. Nhưng chạy không nhanh nên cuối cùng trở thành kẻ bị bắt. Sau đó phải bịt mắt lại rồi đi đùa mọi người. Cho nên nghe nhỏ tôi chưa quen rồi. Nhưng ở bãi biển thì không gian rộng, tất cả đông người nữa. Nên trẻ mái cũng không bắt được ai cả lúc sau mệt quá cố chạy thành một đường thẳng rồi tóm được ai thì tóm cuối cùng cũng va vào được một người tôi sung sướng cười toe toét tốm chặt đất tay người đó rồi nói rõ to bắt được rồi nhá. nói xong mà người kia vẫn không trả lời tôi hơi chuột dạ kém bịt mắt ra kết quả là nhìn thấy gương mặt lạnh tanh như tiền của ai đó thái độ của anh ta không một chút biểu cảm từ trên cao nhìn xuống nói với tôi cô thích mấy cái trò vớ vẩn này nhỉ Tôi cứ nghĩ giờ này Vũ đã trở về khách sạn rồi. Với cả bãi biển Nha Trang rộng lớn như thế, người với người đã nhìn chẳng nhận ra nhau. Vậy mà không hiểu sao vẫn vô tình đụng phải anh ta ở đây. Tôi ngượng ngập, bỏ ra khỏi cánh tay của Vũ. Xấu hổ quá nên hai má nóng gian lên. Tôi lý nhí nói. Ờ, à, xin lỗi anh tôi nhầm. Nói xong, anh ta còn chưa kịp trả lời thì chị Bích từ phía sau chạy đến cười và bảo. Ơ, à, anh Vũ sao lại ra đây Chỗ này cách khách sạn xa lắm à Đi bộ một tí cho thoáng Thế à Bọn em cũng đang định đi chơi nốt lượt này Rồi cũng đi dạo biển đây Anh có muốn đi cùng không Đi với bọn em đi cho vui Thật ra là tôi cũng không có hứng thú Để đi cùng anh ta Nhưng nghĩ đến cái vẻ mặt buồn thiêu Của chị Bích ban nãy nên cũng không nỡ phản đối Vũ đứng bên cạnh thì ngẫm nghĩ một lát Rồi cũng gật đầu ừ uhm, Cũng được Vâng, thế ta đi thôi. Biển đêm vừa êm đềm vừa tĩnh lặng. Ba chúng tôi đi dòng bờ biển. Lúc này cũng đã muộn, nên hầu như các hoạt động ngoài trời cũng đang lục đục giải tán. Chỉ còn lại mấy đôi tình nhân nắm tay nhau đi dạo. Chị Bích đi sát cạnh bên Vũ và nhẹ nhàng nói. Ngày mai nữa là khả năng xong hợp đồng anh nhỉ? Mà chắc đoàn mình về luôn chứ. Ừ. Nếu xong sớm thì bút bán về sớm. Vâng. Lần này nếu mà mua được doanh nghiệp kia Đất ở vị trí đắc địa thế này Mình phá các xưởng cũ đi để xe resort Thì chắc tiềm năng lắm anh nhỉ Cũng tạm tạm thôi Tôi cũng có mấy cơ hội phát triển Nhưng ít nhất cũng phải vài năm nữa Vâng Lúc ấy nếu em với Thanh có đi du lịch vào trong này Anh nhớ khuyến mại giá phòng tốt cho bọn em đấy nhá Muốn vào trong này du lịch kìa? à Vâng Bọn em thấy ở đây đẹp mà chưa được đi đâu cả Sao có dịp thì vẫn muốn vào một chuyến nữa Đúng không Thanh? Lúc đó tôi đang cầm điện thoại tranh thủ trả lời tin nhắn của anh Thành Mà cũng muốn để cho chị Bích có không gian riêng với Vũ Nên cố ý đi thụt lại phía sau Nghe chị Bích nhắc đến tên tôi mới ngẩng đầu lên nhìn và u ớ bảo Ờ, à, dạ, sao hả chị? Cái con bé này Từ tối đến giờ mãi mê nhắn tin với người yêu quá đấy nhá Chị đang bảo sau này anh Vũ sẽ resort trong này Chị em mình có vào ở thì nhờ anh ấy sắp xếp phòng giá rảnh cho à, Vâng ạ Đi dạo thêm một lúc nữa Thì Vũ bảo quay về khách sạn Tôi với chị Bích cũng leo đéo theo anh ta đi về Lúc về đến nơi Nhìn đồng hộp đã hơn 11 giờ đêm rồi Tôi vẫn muốn ăn kem xôi Nhưng sợ tầm này các hàng quán đã đóng cửa hết Không ăn được thì tiếc Thế là nhân lúc chị Bích Với Vũ đứng chờ thang máy Tôi tranh thủ chạy ra chỗ lễ tân và hỏi Chị ơi Giờ này các quán bán kem sôi còn mở không chị nhỉ? Chị muốn ăn kem sôi à? Vâng. Quán gì ở cái đường Nguyễn Đình Chiểu ấy chị ạ? Bạn em nói là ở đó ăn rất ngon. À, kem sôi thanh hằng. Nhưng bây giờ chắc đóng cửa rồi. Nếu mà muốn ăn thì sáng mai, khoảng 8 giờ đến thì là có. Mai hả chị? Bây giờ không bán nữa à? Ừ, cũng đã gần 11 rưỡi rồi còn gì. Người ta đóng cửa rồi. À, vâng, thế thì em cảm ơn chị ạ. Ngày mai tôi phải đi với đoàn. Xong xuôi thì cũng phải về Hà Nội luôn. Cho nên chắc là không đi ăn kem xôi được rồi. Mà nghĩ đến anh Thành đã mất công chỉ món ngon cho tôi. Không đến tận nơi ăn được thì tôi tiếc lắm. Lúc tôi tiêu nghỉu đi lên phòng, bà Bích vẫn chẳng biết gì. Cứ ngồi ngắm tấm ảnh lúc nãy chụp trộm vũ rồi suýt xoa. Này, mình đúng lớn ngớ lại với Huy chương Cứ tưởng mất công ăn mặc đẹp xong cũng chẳng ai ngắm Thế mà tự nhiên lại gặp anh Vũ Lại còn được đi dạo biển với anh ấy nữa Đúng là không uổng công và tận nha trang Đấy Chị cầu được ước thấy rồi đấy nhá Sướng chưa Ừ thì sướng <laughs> Chắc đêm này tao sẽ mất ngủ Mà người ông ấy thơm lắm Nãy mày va và vào ông ấy mày có ngửi thấy không Em có ngửi thấy cái gì đâu Lúc đó bịt mắt nên chẳng biết là ai Cũng chẳng ý mùi gì cả Mày đúng là cái đồ ngáo ngơ Thì em có thần tượng như chị đâu mà để ý Chị thích ông ấy Nên chị mới để ý chứ Em để ý làm cái gì Ừ nhờ Gu thẩm mỹ của mày cũng dị hợm đấy Thấy trai đẹp mà không có một cái tí cảm giác nào Nghe hỏi thế tôi lập tức ngẩn ra Tôi với Vũ là cảm giác gì Lúc bình thường thì cãi cọ đấu khẩu Nhưng khi trên giường thì Ngoài mấy lần đầu tiên vẫn còn đau ra Những lần sau anh ta đều cho tôi cảm nhận được thế nào là khoái cảm của sự giao thoa cơ thể Tuyệt vời đến mê mệt Nghĩ đến đây Hai má tôi bỗng dưng nóng gian lên Chị Bích tất nhiên là không biết được tôi đang nghĩ gì trong đầu Và vẫn còn đùa Này Sao tự nhiên đần mặt ra thế Này nghĩ gì mà đen tối nên đỏ mặt đúng không Không Em đang nghĩ xem cái gu thẩm mỹ của em nó là cái gì mà Gu thẩm mỹ của mày là gì? Kể chị nghe xem nào Xem nào Không cần đẹp trai lắm Cũng chẳng cần giàu Em thích kiểu đàn ông nhẹ nhàng Dễ gần dễ chịu Nói năng thì điềm đạm từ tốn Ấm áp Biết lắng nghe Biết trân trọng mình Tử tế hiền lành Không hút thuốc và không nói bệnh Không cau có Bất kể xảy ra chuyện gì vẫn phải điềm tĩnh ôn hòa Tóm lại là không có tối hư tật xấu gì cả Chị Bích nghe xong thì giơ tay lên sờ chán tôi Nhìn tôi như một con hâm từ trên trời rơi xuống Mày bị điên à? Đàn ông thế trên đời này móc đâu ra? Tôi không trả lời mà chỉ cười Thật ra những thứ tôi mới kể không phải là gu thẩm mỹ của tôi Mà là vì tôi đã gặp được một người như vậy Cho nên mới coi anh ấy là khuôn mẫu trong lòng mình Lấy anh làm tiêu chuẩn cho mọi thước đo của tôi Đối với tôi Anh Thành là người hoàn hảo Và hợp với những gì mà tôi mong muốn nhất Tôi không giống chị Bích Cuộc đời tôi vốn không bằng phẳng Nên thực lòng chỉ mong được sống bình yên thôi Yêu một người đàn ông thật bình yên Giống như vậy là được rồi Người như Vũ thì tôi hoàn toàn không bao giờ nghĩ tới Nhưng mà cuối cùng Cái người mà tôi dính vào lại vẫn là anh ta Buồn cười thật đấy đột nhiên điện thoại bàn trong phòng vang lên tôi giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ vừa rồi tiện tay nhấc máy chào chị em là lễ tân khách sạn ạ à, vâng có việc gì không hả chị có phải lúc nãy chị hỏi kem sôi không ạ à? vâng sao thế ạ à? giờ này vẫn còn kem sôi đấy chị có muốn ăn nữa không em gọi họ mang đến cho ơ à, kem sôi ship được ấy ạ à? muộn rồi nhưng vẫn có ấy ạ à? vâng thế em vừa gọi hỏi họ họ bảo là vẫn còn nhưng mà không đến quán ăn được mà chỉ có ship đến thôi thế chị gọi giúp em hai suất nhé gì cũng được miễn là kem xôi thanh hẳn vâng vâng để em gọi cho khi nào đến thì em sẽ gọi điện nhé em cảm ơn chị ạ cúp máy xong tâm trạng buồn bực ban nãy của tôi lập tức bay sạch sành sành tôi quay sang cười toe cười toét với chị bích chị ơi có kem sôi rồi hả sao tự nhiên lại có kem sôi bây giờ này nãy bạn em bảo đến đây thì phải ăn kem sôi mà em không đi được nghĩ mai về rồi không được ăn cứ tiếc mãi nên là hỏi lễ tân thế mà giờ lễ tân gọi lên bảo vẫn còn đây này tí họ ship đến thế à chị cũng muốn thử đợi tí tí nữa là có ngay đến nhà trang phải ăn kem sôi rồi mới yên tâm mà về được cái con này Thế là tối hôm ấy 12 giờ đêm rồi Tôi vẫn còn được thưởng thức món kem sô thanh hàng nổi tiếng ở Nha Trang Ăn xong mới hài lòng leo lên giường ngủ ngon mà giấc Ngày hôm sau Tâm trạng liền vui phơi phới theo đoàn đi ký hợp đồng Suốt cả buổi làm việc Tôi vẫn chăm chú ngồi một góc Nghe mọi người đàm phán Sau đó ghi chép vào một quyển sổ nhỏ Đến khi hợp đồng được ký xong xuôi Vũ và mấy người trong công ty AVF Được chủ doanh nghiệp kia mời riêng sang phòng để uống trà nói chuyện Chị Bích cũng đi theo Chỉ có tôi là thành phần bậu sọ Nên phải đứng ngoài lang chờ Trong lúc chờ đợi Chán quá không có việc gì làm Tôi mở quyển sổ ra đọc lại một lượt Đang tập trung thì đột nhiên có người nào đó Thò tay giật lấy sổ trên tay Ngẩn lên thì thấy con mụ hương kia đang đứng trước mặt mình Tôi không thích dây dưa với chị ta nên bảo Trả sổ lấy đây, đây cho tôi Con kia Mày đang có ý gì với anh Vũ đấy Ý gì là gì ý gì Tôi chẳng có ý gì cả Không có ý gì cố tình đi ăn chung Cố tình đi biển cùng Rồi đòi ăn cái này cái kia Mày đừng nghĩ là người khác không biết gì Định qua mặt tao để tán tỉnh ông Vũ à Thứ chị thích không phải ai cũng thích Đừng có kết tội người ta theo cảm tính như thế À mày không thích Mà chỉ bán đấy thôi Thấy người ta giàu nên định Câu để moi tiền chứ gì Cái lũ nhà quê chúng mày Tao còn làm cái gì nữa Mười đứa lên Hà Nội Tám đứa đi làm gái Chỉ việc nằm ngờ ăn sẵn Nên con nào cũng muốn Giờ thanh vũ giàu Là sáng lại ve vãn để mong đổi đời Đúng không Tôi định nói là chị lấy đâu ra bằng chứng Người nhà quê lên Hà Nội Thì tám đứa làm gái Nhưng ngấm lại Thế mình đúng là đang bán thân cho vũ để kiếm tiền thật Dù chị ngủ với mỗi mình anh ta Nhưng tôi cũng chẳng khác gì là đang làm cái cả Thế nên tôi quyết định không đưa con về vấn đề đó nữa Tôi chỉ nói là Chị đừng có mà kiếm cớ gây sự với tôi Sao? Mày thấy tao nói đúng quá nên không cãi được à? Mày nhận là mày muốn tán tỉnh anh Vũ để kiếm tiền rồi chứ gì? Tôi chẳng tán tỉnh ai cả Ở đây đang là doanh nghiệp của người khác Chị đừng có gây sự ở đây Đến lúc bị phát hiện Thì chính chị mới là người nhục chứ không phải tôi đâu Trả sổ cho tôi đây cái hạng như mày Mạt kiếp cũng không với nổi anh Vũ đâu Loại nhà quê bẩn thỉu Thì có tắm rửa kiểu gì cũng không sạch được cái mùa nhà quê Đũa mốc đừng có mà mong tròi mâm son Thế nên tốt nhất là tránh xa anh ấy ra Nếu không có trách tạo Nói xong chị ta cầm quyền sổ của tôi sáng tản tơi và ném xuống đất Trước khi đi còn cố tình dẫm thêm mấy cái ra bỏ lại một câu Mày cứ thử mách lẻo với anh Vũ xem Mày có làm được nổ bên văn phòng luật nữa không? Nhá! Cả con bạn của mày nữa Khôn hồn thì câm mồm rồi tránh xa bọn tao ra Không thì tao cho chúng mày về quê chăn lợn đấy Sau khi chị ta đi rồi Tôi mở mức cúi xuống nhặt lại đống giấy bị xé ra Lẫn cuốn sổ của mình Đây là sổ ghi chép của tôi từ khi bắt đầu đi làm Mỗi lần tích lũy được kinh nghiệm gì là tôi ghi hết vào đây Sau đó có thời gian thì xem lại để sau này có nền tảng làm việc Thế mà giờ con điên kia nó sai hết của tôi ra rồi. Tôi bực lắm nhưng mà không làm gì được cả. Ở đây là nơi làm ăn của người ta. Tôi không muốn vì những cái chuyện vớ vẩn mà để người khác phải cười mình và cười cả công ty vé Nên tôi đành nhị. Với cả còn chị Bích nữa. Tôi không muốn liên lụy đến chị ấy nên tôi quyết định im lặng. Thế mà con Hương kia nó vẫn tỏ vẻ thản nhiên như chẳng có liên quan gì cả. Lúc lên máy bay có mặt Vũ ở đó nó vẫn giả vờ hỏi tôi. Sao Thanh có vẻ mệt thế em? Ốm à? Buồn nôn đấy chị ạ. Tôi cố tình mỉa mai như thế, nhưng mà chị ta vẫn ngọt nhàn và cười. Xe <laughs> máy bay, sao không bảo sớm để còn mua thuốc chống say? Khổ. Thôi mệt thì nhắm mắt ngủ đi em. Hơn một tiếng là về đến Hà Nội ngay ấy mà. Bà Bích ngồi cạnh tôi, nghe thế mới quay sang nói thầm con này chắc ngày xưa nó tốt nghiệp trường sân khấu điện ảnh mẹ diễn sâu phải biết luôn ý vâng thôi kệ nó đi chị Con như mình chẳng liên quan ừ. chẳng trách nó giữ được chân ông vũ các loại cáo giả nai thế này thằng đàn ông nào mà chả chết hay là chị áp dụng thử xem biết đâu lại thành công thôi thôi, thôi. chị mày không diễn sâu được như nó đâu nhưng mà người tốt và thật thà thì thường sống dai Nhờ? Mấy con yêu quái kia kiểu gì cũng chết sớm Chờ ngày xem phim lật mặt Em đang sai máy bay mà chị còn chọc em cười Em đôn hết ra bây giờ đấy Thôi chị xin mày Say thì ngủ đi Vâng Về đến Hà Nội Tôi không quay về nhà Mà đi thẳng đến bệnh viện Mới hai hôm không gặp Mà tôi nhớ bóng đít cồn cào Về đến nơi là chỉ muốn chạy ngay đến để ôm lấy con vào lòng chị tâm thấy tôi đi nha trang về mà còn mua quà cho cả bống và cả chị ấy thì bảo mẹ thanh đi công tác mà vẫn mua quà về đấy à hai ngày vào đó đi chơi được đâu không à, không ạ em chẳng đi được đâu cả có cái khách sạn ở gần biển nên chỉ chạy mỗi ra biển thôi thế cũng được rồi sao có dịp thì đi lâu hơn vâng ạ mà sáng nay bác sĩ vừa đến nói cái gì mà làm hóa chị cho bống đấy Chị nghe không rõ Nhưng đại loại là bác sĩ bảo người nhà đến gặp Để chuẩn bị làm hóa trị Tí nữa em đến hỏi xem thế nào Vâng em biết rồi ạ Tranh thủ chơi với con một lúc Tôi lại chạy đến phòng của bác sĩ để hỏi xem tình hình thế nào Bác sĩ bảo với tôi bây giờ bống đã được 8 tháng rồi Đã có thể bắt đầu làm hóa trị Để kìm hãng các tế bào ung thư Nhưng vì trẻ con sức đề kháng và chịu đựng không như người lớn Nên phải dùng các loại thuốc riêng Bên cạnh đó còn cần rất nhiều loại bổ trợ nữa Tôi nghe xong mới bảo Chi phí hết khoảng bao nhiêu bác sĩ? Trước hết cứ trầm chuẩn bị tầm 100 triệu nhé Dùng các loại thuốc tốt nhất cho cháu Thế bảo hiểm y tế có chi trả không hả bác sĩ? Có Nhưng mà chỉ phần nào đó thôi Chủ yếu là đắt tiền thuốc ấy Cháu bé còn nhỏ Ngoài các thuốc hóa trị ra thì những vitamin hay là các thuốc bổ trợ khác đều phải dùng. Gia đình cố gắng lên. Vâng, cháu cảm ơn bác sĩ. Cháu biết rồi ạ. Vậy thì khoảng lúc nào thì bắt đầu được ạ? À? Tầm một tuần nữa. Nếu mà không có gì thay đổi thì hóa trị xong khoảng nửa tháng. Chị có thể cho cháu xuất viện vài ngày. Về chơi nhà một ít hôm rồi đến lịch thì lại vào viện. Vâng ạ. Sau khi về nhà tôi cứ lầm nhầm tính mãi Thấy tiền trong tài khoản của Vũ chuyển và tiền lương của tôi cộng lại Chỉ có gần 50 triệu Trong khi đó 100 triệu chỉ là chi phí dự kiến thôi Sau này sẽ phát sinh rất nhiều các khoản khác nữa Mà cả hóa trị cũng không phải là một lần Nên trước mắt tôi phải xác định là sẽ tốn thêm rất nhiều tiền Nói đến tiền thì tất nhiên sẽ phải nghĩ đến Vũ Chẳng có ai đồng ý cho tôi tiền của anh ta cả Thế nên ngày hôm sau Lần đầu tiên tôi chủ động nhắn tin cho Vũ Anh có dỗi không? Rất lâu sau anh ta cũng không nhắn tin lại Tôi gửi tin nhắn từ 5 giờ chiều Mà tận 10 giờ đêm Khi tôi chán nản sắp đi ngủ rồi Thì mới thấy Vũ trả lời Làm gì? Tôi định bảo anh là đến ăn cơm từ chiều Nhưng bây giờ anh mới nhắn lại Toàn hết cơm rồi Không cần lần vo đâu Muốn gì Quả nhiên tôi chẳng bao giờ có thể diễn trò được với anh ta cả. Vũ là kiểu người không thích phí phạm thời gian cho những thứ linh tinh. Cho nên để tiết kiệm thời gian cho anh ta, tôi đành nói thẳng. Tôi đang cần tiền. 50 triệu. Rồi sao nữa? Tôi muốn ngủ với anh. Nhắn xong câu này tôi mới chợt nhận ra là từ khi quen Vũ, mặt tôi đã dày lên khoảng 10 cm rồi. Dám thẳng thường nói như vậy luôn Không biết xấu hổ Và cũng không có liêm sỉ Rất may là Vũ cũng đã quen với cái việc coi thường tôi rồi Nên anh ta chỉ bảo Tên là để mua những thứ ngang giá Hiểu không? Hai năm được không? Tôi năm nay mới 23 thôi Tôi vẫn trẻ Vẫn có thể phục vụ anh thêm được hai năm Chỉ cần anh tăng tiền cho tôi một năm đầu Năm thứ hai tôi không lấy tiền của anh nữa Cô nghĩ tôi đủ kiên nhẫn Để ăn một món ăn hai năm không chán Tôi sẽ cố gắng học cách để làm anh hài lòng Bên kia im lặng một lát Chừng 5-6 phút sau mới chậm chạp nhắn lại Tôi nghĩ cô muốn tiền ấy. Thì trước hết cô nên học cách làm hài lòng Cái dạng dày người khác cái đã Nghe thế Lần đầu tiên đầu óc ngu ngơ của tôi này số nhanh Biết anh ta nói như vậy Nghĩa là muốn tôi nấu cơm cho ăn Thế nên tôi lập tức bảo Tôi quên mất Nhà vẫn còn cơm Để tôi hâm lại thức ăn cho anh Vũ không trả lời nữa Nhưng tôi biết là anh ta sẽ đến Bởi vì nếu muốn từ chối Thì anh ta đã không nói câu kia rồi Tôi vội vàng bật dậy Cuốn cuồng vào bếp chế biến thức ăn Khi vừa dọn ra bàn xong thì Vũ đến Anh ta hình như vừa từ công ty về Quần áo đi làm còn chưa thay ra Vừa nhìn thấy tôi đeo tạp dề chạy ra đón Anh ta đã chê bài ngay tức thì Cô nấu cái quái gì mà cái mùi nó khó ngửi thế Canh lạc với mướp Có bỏ một ít mắm tôm Mà anh không ăn được mắm tôm à Pha mì cho tôi Kết quả là tôi làm hài lòng anh ta bằng một bát mì và hai quả trứng Trông chẳng giống nhiệm vụ gì khó khăn cả Lúc lên giường thì khỏi phải nói Tôi vẫn lơ ngơ không biết làm gì còn cầm chặt quá khiến anh ta đau Cuối cùng Vũ phải cao có và bảo Cô nằm yên đi là được rồi Đừng có đụng đến tôi nữa Ai, Thế là cái nhiệm vụ làm hài lòng trên giường cũng không xong nữa Mấy ngày sau Anh ta chuyển thêm tiền cho tôi thật Số tiền vừa tròn 50 triệu Trong một bát mì Và một lần làm tình Tôi tự biết là mình không xứng đáng nhận số tiền đó Nhưng không hiểu vì Vũ quá tiểu tiền hay là vì quá dễ dãi mà vẫn cho tôi một khoản lớn như thế hơn nữa anh ta còn chẳng buồn hỏi lý do tại sao nhưng mà tôi cũng không có thời gian để mà nghĩ ngợi nhiều bởi vì lúc đó có tiền là phải làm hóa trị luôn cho bóng tâm trí tôi dồn hết cho con nên tôi không còn sức mà để ý đến những thứ khác xung quanh thời gian đó tôi gần như kiệt sức vì ban ngày phải đi làm ban đêm thì con bé đau khóc quấy nên hầu như tôi toàn phải thức trắng để bế Dòng dã như thế gần nửa tháng trời Đến khi kết thúc đợt hóa trị Người tôi chỉ còn hơn 40 cân Mỏng như một tờ giấy Chẳng thèm ăn gì Mà chỉ muốn trèo lên giường Một giấc ngủ thật say thôi Thế là hôm con gái tôi bắt đầu ồn hồn Tôi giao nó lại cho chị Tâm Rồi về nhà tranh thủ đi ngủ Cứ nghĩ ngày mai là chủ nhật mình sẽ đừng ngủ nướng đến tận trưa mới phải dậy Ai ngờ mới có 9 giờ sáng Đã bị cái tiếng chuông cửa đánh thức Nhà tôi bình thường chỉ có mình Vũ đến Mà mỗi lần anh ta đến thì chẳng bao giờ thèm nhấn chuông cả Thế nên là tôi cứ đinh ninh là hàng xóm Hoặc là bảo vệ gọi mình Tôi không thèm sửa soạn gì Chỉ khoác tạm một cái áo Rồi đầu bù tóc rối ra mở cửa Cuối cùng là trông thấy một người Một người giống hệt Vũ nhưng mà không phải anh ta một người lẽ ra bây giờ đang phải ở osaka chứ không phải trước mặt tôi mới đúng anh đứng ngoài cửa nhìn tôi và cười anh đánh thức em đấy à tôi mở to mắt nhìn anh cứ có cái cảm giác không tin được nên ngây ra mất vài giây rồi mới lắp bắp anh 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 về từ bao giờ ạ à? anh vừa mới về thôi tranh thủ được nghỉ hai hôm nên anh về À vâng tại em không thấy anh nói gì nên em không biết ạ à. xanh về mà không báo trước cho em mãi đêm qua anh mới quyết định về nên không báo nữa quà của em này anh thành vừa nói vừa rơi một cái túi giấy trên tay về phía tôi lúc này tôi mới để ý trên tay anh nãy giờ chỉ xách duy nhất một cái túi quà này tôi biết tính anh luôn cẩn thận và chú đáo như thế nhưng vẫn cảm động chết đi được tôi bảo sao không gọi em về bên nhà lấy mà còn mang sang tận nơi cho em thế Anh vừa mới đi đường xa về mệt mà Quà sinh nhật phải mang tận nơi nó mới ý nghĩa Em mở ra xem có thích không Gì ạ à? Sinh nhật đấy à Nói đến đây tôi mới chợt nhớ ra hôm nay đúng là sinh nhật của mình Tại bình thường không có ai để ý Mà dạo này tôi cũng bận tối mắt tối mũi Đầu óc tôi chỉ nghĩ đến mỗi bóng thôi Nên là tôi cũng quên mất luôn Thế mà bây giờ có một người ở tận Osaka Không những không quên Mà còn đi về đến tận đây để tặng quà cho tôi Viền mắt tôi bỗng nhiên trở nên nong nóng Trong lòng vừa cảm thấy vui Lại cảm thấy ái náy và xúc động Cảm giác này thật sự khó tả lắm Trước đây ngoài ngọc ra chưa từng có ai đối xử tốt với tôi như vậy Tôi hít sâu một hơi ngẩng lên nhìn anh Thành rồi khó khăn nói cảm ơn anh chính em cũng còn quên mất thế mà anh để nhớ cảm ơn anh muốn cảm ơn thì mời anh bữa cơm đi vâng anh đói rồi tôi hơi ngẩn ra thấy mình đứng nãy giờ bất lịch sự quá nên là đỏ mặt bảo à <laughs> em xin lỗi em quên mất anh vào nhà đi à thế là buổi trưa hôm đó tôi với anh thành ở nhà nấu cơm ăn không tổ chức sinh nhật cũng không có bánh kem nhưng có anh ở cạnh tôi trong ngày này là tôi đã thấy đủ rồi mỗi tội tôi vẫn cứ có cảm giác mình quên quên một cái thứ gì đó nhưng nghĩ mãi cũng không nhớ ra là mình quên cái gì anh thành phụ tôi nấu cơm còn tự tay làm hẳn một đĩa thịt gà chua ngọt cho tôi anh bảo anh sang nhật học được món này của bạn cùng phòng đấy cũng là người Việt Nam mà anh? Ừ. Nhưng mà nó ở Tiết Thái Bình cơ Có vợ rồi nên biết làm nhiều món lắm Em tưởng con trai có vợ thì ít biết nấu ăn đi chứ Có vợ rồi lại biết nhiều thêm à? Ừ Lúc vợ có bầu hoặc là sinh con Làm chồng thì phải biết cơm nước cho vợ con mà Anh đang tính học nấu ăn dần Để sau đó có đủ tự tin để lấy vợ đấy Tôi phì cười sao hai anh em sinh đôi mà lại khác nhau đến như vậy nhỉ một người thì trân trọng phụ nữ biết lắng nghe biết chia sẻ còn một người thì không anh bây giờ đang là mẫu đàn ông lý tưởng của nhiều người đừng hỏng nấu ăn nữa hoàn hảo quá là không ai dám lấy anh đâu thật á em thấy như thế à vâng à anh thành nghe xong ánh mắt như có thêm một đốm sáng giơ tay xoa đầu tôi nhẹ nhàng rồi cười anh không hoàn hảo đâu Anh có nhiều tật xấu lắm Thế lúc nào Anh cho em thấy cái tật xấu của anh Để em đánh giá xem nhé Tạm thời em chưa thấy có cái gì xấu cả Nên em cứ mặc định là mẫu đàn ông lý tưởng thôi Ừ Giờ đánh giá tạm bằng thịt gà trước có được không Được đấy Để em thử xem nào Đồ ăn anh thành nấu không hẳn gọi là ngon xuất sắc Như là mấy xoái ca một chuyện ngôn tình hay là miêu tả nhưng vì chính tay anh làm cho tôi Nên tôi cảm thấy nó ngon vô cùng Tôi nghĩ Làm bác sĩ bận rộn như thế Ngay cả thời gian ăn cơm cũng không có Vậy mà vẫn làm chịu khó Và học món này để nấu ăn cho tôi Là tôi quý lắm rồi Đàn ông như vậy Thì không còn gì để đòi hỏi nhiều hơn nữa Tôi ăn gần như là hết nửa đĩa gà Và toe toét cười Anh muốn em nói thật Hay là muốn em nói dối Em nói cảm nhận thật đi để anh còn biết mà tiến bộ chứ. Cảm nhận thật là hơi hơi ngon. Thế nói dối đi xem nào. Ngon cực kỳ. Cảm ơn anh ạ. Anh cũng cười và anh bảo chúc mừng sinh nhật. Tuổi mới về nhiều niềm vui mới đấy. Chịu khó ăn uống diện sức khỏe nhờ vào. Em gầy hơn lúc anh đi bao nhiêu rồi. Em đang giảm cân mà. Con gái phải gầy mặc quần áo mới xinh Em xinh rồi không cần phải giảm cân Lần đầu tiên anh khen tôi Khen một cách rất thoải mái tự nhiên Chứ không phải kiểu giả dối gượng ép gì cả Hai má tôi đỏ lên Bẽn lẽn cúi đầu Nhìn đĩa thịt gà rồi bảo Này Em không tin đâu Anh đừng có mà định em Anh nói thật mà Em ăn thịt gà tiếp đây Vì vừa ăn vừa nói chuyện nên đến khi xong xuôi cũng đã gần 2 giờ chiều Anh Thành bảo về về bên nhà chào bố mẹ một tiếng Ngày mai anh lại bay sang Nhật rồi Tôi nghe thế mới tròn mắt hỏi Ơ Em tưởng anh về nhà rồi mới sang đây Anh chưa cả về bên nhà à? Chưa Nhà em tiện đường hơn nên anh sang bên này trước Thế Thế sao anh biết nhà em à bố đưa anh đến Tim tôi đột nhiên nói lên một cái bây giờ tôi mới nhớ ra là tôi đã bỏ lỡ điều gì rồi chung cư nhà tôi không có thẻ thành viên thì không lên được hơn nữa anh thành mới từ nhật về không thể tìm ra nhà tôi nhanh như thế hóa ra là vũ đưa anh ấy đến đây nhưng anh ta luôn bắt tôi phải tránh xa anh thành còn gì sao tự nhiên lại đồng ý đưa anh trai mình đến chỗ tôi cơ chứ sao thế em à, à không không sao ạ em cứ nghĩ là anh về bên kia trước, anh cũng không báo với bố và gì là hôm nay về. Không, anh báo thì bố mẹ lại mất công lên đón anh, nên anh chỉ bảo với Vũ thôi. Vũ lên nội bài đón anh rồi đưa anh về đây. Vâng, thế anh Vũ đâu rồi à? Sao lúc nãy anh ấy không lên cùng anh? Anh bảo nó lên rồi nhưng nó bảo là nó bận việc, phải đi làm cho nên là không lên được. Nó dặn anh khi nào về. Thì gọi nó đến đón. Đáng tự gọi nó xem xong việc chưa? Vâng. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 4 của bộ truyện này và quý vị đừng quên là để chúng ta theo dõi được tiếp tục tập 5 của Người không thể bỏ lỡ. Được viết bởi tác giả Phạm Kiều Trang thì quý vị hãy bấm like và đăng ký kênh để tiếp tục gặp lại Hồng Nhung vào khung giờ phát sóng này của đêm ngày mai trên kênh chị dạo quý vị nhé. Còn bây giờ thì thay mặt cho tác giả, thay mặt cho ekip sản xuất của chương trình, Hồng Nhung xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.